Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Nu Skin 88. Anh chị thân mến, kem đánh răng là một trong các sản phẩm thiết yếu hàng ngày của mọi người. Chính vì vậy, anh chị luôn mong muốn tìm được một sản phẩm chất lượng để sử dụng. Nếu anh chị muốn biết kem đánh răng AP24 có tốt hay không thì hãy tham khảo video ngày hôm nay nhé. Video sẽ giúp anh chị đánh giá về chất lượng của kem đánh răng AP24 theo những yếu tố chính và đưa ra những ưu điểm, nhược điểm của sản phẩm này. Đặc biệt là trong video, em cũng sẽ cập nhật rất nhiều mã ưu đãi và chương trình khuyến mại, thế nên anh chị đừng bỏ lỡ bất kỳ một thông tin thú vị nào nhé. Video của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 4 phần như sau. Phần 1, 5 yếu tố đánh giá kem đánh răng AP24 có tốt không? Phần 2, đánh giá của Nu Skin 88 sau khi sử dụng. Phần 3, nên mua kem đánh răng này ở đâu là tốt nhất? Và phần 4, cách sử dụng AP24 theo từng độ tuổi để đạt hiệu quả cao nhất. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 5 yếu tố đánh giá kem đánh răng AP24 có tốt không anh chị nhé. Anh chị thân mến, khi đánh giá một sản phẩm có tốt hay không thì chúng ta thường dựa trên những yếu tố nào? Chất lượng, giá thành, sản phẩm này có hot hay không? Sau khi khảo sát ý kiến của khách hàng, Nu Skin 88 đã tổng hợp và đưa ra 5 yếu tố như sau. Đây chính là 5 yếu tố mà khách hàng quan tâm khi đánh giá kem đánh răng AP24 có tốt không. Yếu tố đầu tiên đó là thành phần và công dụng tuyệt vời của sản phẩm. Thành phần của kem đánh răng AP24 hoàn toàn an toàn. Thành phần chính của nó bao gồm hợp chất nhũ tương AP24, silica ngậm nước, alumina hay còn gọi là nhôm oxit, sodium. Đặc biệt là trong sản phẩm không hề chứa peroxide hay còn gọi là oxy già có hại cho răng. Đây đều là những thành phần đã được đánh giá là vô cùng an toàn. Bên cạnh đó thì kem đánh răng AP24 có tác dụng làm sạch và ngăn ngừa hình thành mảng bám trên răng. Đặc biệt là mảng bám tích tụ ở những nơi mà việc làm sạch bằng bàn chải không thể giải quyết được, ngăn ngừa sâu răng một cách hiệu quả, giúp răng chắc khỏe và sáng bóng hơn, cải thiện tình trạng ố vàng của răng theo thời gian, giải quyết dứt điểm tình trạng hơi thở có mùi khi sử dụng lâu dài và đúng cách. Yếu tố thứ hai đó chính là sự khác biệt của kem đánh răng AP24. Anh chị thân mến, kem đánh răng AP24 khác với các dòng kem đánh răng khác trên thị trường ở cách sử dụng. Trong khi các dòng kem khác cần làm ướt bàn chải và khoang miệng, thì kem đánh răng AP24 sẽ sử dụng đánh răng khô, tức là anh chị không cần làm ướt bàn chải và súc miệng trước khi đánh. Điều này sẽ giúp phát huy hoạt tính của công thức AP24, đồng thời không làm giảm tác dụng của các dưỡng chất có trong kem đánh răng giúp cho răng chắc khỏe. Yếu tố thứ ba đó là an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Kem đánh răng AP24 với tác dụng làm trắng an toàn bền vững nhờ việc không mài mòn, tẩy trắng và gây hại men răng. Sản phẩm có chỉ số RDA là một chỉ số đánh giá mức độ mài mòn răng ở mức 80. Đây là một mức cực kỳ an toàn so với giới hạn 250 là giới hạn tối đa của một sản phẩm được phép sử dụng hàng ngày. Khi sử dụng kem đánh răng AP24, anh chị không cần phải lo ngại việc răng mình quá trắng so với màu tự nhiên của răng. Vì cơ chế làm trắng răng của kem đánh răng AP24 chính là phục hồi, loại bỏ mảng bám gây vàng răng, đưa răng trở về với màu sắc ban đầu vốn có. Tiếp nữa là một yếu tố cũng cực kỳ quan trọng, được sử dụng rộng rãi và ngày càng phổ biến. Một sản phẩm tốt như kem đánh răng AP24 Nu Skin thì độ hot trên thị trường là điều chắc chắn. Hãy cùng Nu Skin 88 kiểm chứng anh chị nhé! Nu Skin đã có mặt ở thị trường Việt Nam được 7 năm, thời gian tương đối lâu đối với một doanh nghiệp nước ngoài. Kem đánh răng AP24 đã được Nu Skin ra mắt trong thời gian đó. Thế nhưng đến nay, đây vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Nu Skin Việt Nam. Khi tìm kiếm từ khóa kem đánh răng AP24 Nu Skin, kết quả mà anh chị nhận được là rất nhiều thông tin, đầy đủ từ thành phần, công dụng, cách sử dụng, v.v. từ nhiều trang khác nhau. Và yếu tố cuối cùng đó chính là những review của khách hàng khi đã sử dụng kem đánh răng AP24. Sau đây chính là một số review về kem đánh răng AP24 của khách hàng đã sử dụng sản phẩm từ Nu Skin 88. Đây chỉ là một số ít những nhận xét về kem đánh răng AP24. Nếu như muốn tham khảo thêm thì các anh chị hãy truy cập vào website nuskin88.com để cùng tìm hiểu nhé! Và trong phần thứ hai của video, em sẽ đưa ra những đánh giá của Nu Skin 88 sau khi đã trực tiếp sử dụng sản phẩm này anh chị nhé! Anh chị thân mến, để tự mình trả lời cho câu hỏi kem đánh răng AP24 có thực sự tốt không, Nu Skin 88 đã tự mình sử dụng trong vòng 3 tháng và sau thời gian đó thì bên em đã đưa ra được những ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm như sau. Đầu tiên là về ưu điểm. Hiệu quả của kem đánh răng AP24 rất tốt và rõ rệt, hoàn toàn có thể kiểm chứng được trong một thời gian ngắn. Vị the vừa phải và không quá gắt, sau khi đánh răng không có cảm giác tê ở lưỡi và miệng mặc dù trong thành phần cũng có bạc hà, phù hợp cho những ai thích sử dụng kem đánh răng từ bạc hà mà không chịu được vị the của nó. Tiếp nữa là sử dụng đơn giản và dễ dàng, thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng, phù hợp để mang theo khi đi du lịch hay công tác. Thế còn về nhược điểm thì sao? Giá thành của sản phẩm này tương đối cao so với một tuýp kem đánh răng thông thường.
tuy nhiên mỗi lần sử dụng một lượng rất ít, chỉ bằng một nửa so với các loại khác. Vậy nên một tuýp sẽ sử dụng được trong một thời gian tương đối lâu nên tính ra chi phí sử dụng cũng không cao so với một sản phẩm chất lượng như vậy, phải không nào? Nhược điểm thứ hai của sản phẩm này đó chính là nắp của kem đánh răng IP24 được thiết kế dạng bật, dẫn đến việc dễ bị gãy nắp. Chính vì thế mà anh chị hãy cẩn thận khi sử dụng kem đánh răng IP24 nhé. Trong phần thứ ba thì em sẽ giúp anh chị trả lời cho câu hỏi nên mua sản phẩm kem đánh răng IP24 ở đâu là tốt nhất. Anh chị thân mến, sau khi biết được về những công dụng tuyệt vời của sản phẩm kem đánh răng IP24 thì hẳn có rất nhiều anh chị thắc mắc rằng để mua được sản phẩm kem đánh răng IP24 chính hãng, anh chị cần phải làm gì? Cụ thể thì anh chị cần liên hệ đến các nhà phân phối ủy quyền uy tín của NuSkin, đặc biệt là những nhà phân phối không trữ hàng, ôm hàng số lượng lớn, như vậy mới đảm bảo chất lượng tốt nhất của sản phẩm. Và một trong những nhà phân phối uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay đó chính là NuSkin88. Vậy anh chị sẽ nhận được gì khi mua kem đánh răng IP24 tại NuSkin88? Đầu tiên đó là giá cả cạnh tranh, có thể mua được với giá của nhà phân phối nếu như đăng ký làm khách hàng thân thiết của công ty. Bên cạnh đó, anh chị sẽ được tư vấn chuyên sâu về hiệu quả theo tình trạng vấn đề răng miệng, từ đó sẽ cho kết quả tốt và nhanh hơn. Bên em cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị đổi trả 7 ngày theo đúng quy định hiện hành của công ty khi có kích ứng. Thêm vào đó thì anh chị sẽ được tham gia vào các ưu đãi khuyến mãi cực lớn của công ty hàng tháng. Có quá nhiều ưu đãi hấp dẫn phải không nào? Nếu anh chị còn bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm kem đánh răng IP24, hãy liên hệ ngay với số hotline 083-551-9999 anh chị nhé! Hoặc anh chị cũng có thể truy cập vào website nuskin88.com hay để lại bình luận ngay bên dưới video này để bên em trực tiếp liên hệ và hỗ trợ anh chị nhé! Đặc biệt là hiện nay bên em đang có chương trình giảm giá khuyến mại cực lớn cho khách hàng. Khi mua hàng tại nuskin88, anh chị hãy nhập mã giang055 trên website nuskin88.com hoặc cung cấp mã này cho nhân viên khi gọi đến hotline 083-551-9999 anh chị nhé! Lưu ý là mã khuyến mại này chỉ có hạn, thế nên anh chị hãy nhanh tay dinh về cho mình những sản phẩm chất lượng mà giá cả phải chăng anh chị nhé. Và trong phần cuối cùng của video, em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng kem đánh răng IP24 theo từng độ tuổi để đạt hiệu quả tốt nhất. Anh chị đã biết cách sử dụng kem đánh răng IP24 đúng cách dành cho mình và cho bé của mình chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo những hướng dẫn sau đây của em nhé. Đầu tiên chính là cách sử dụng kem đánh răng IP24 dành cho người trưởng thành. Đối với người trưởng thành, thói quen đánh răng đã được hình thành từ trước đó, do vậy mà chỉ cần duy trì chế độ chăm sóc răng hàng ngày là sẽ đạt hiệu quả, mỗi ngày 2 lần, sáng và tối sau bữa ăn. Kem đánh răng IP24 sử dụng phương pháp đánh răng khô nên anh chị không cần làm ướt bàn chải và khoang miệng trước khi đánh. Sau khi đánh, súc miệng lại sạch bằng nước sạch, có thể sử dụng thêm nước súc miệng IP24 để bảo vệ răng miệng toàn diện. Vì đây là phương pháp chải răng khô cho nên lượng kem đánh răng IP24 khi sử dụng sẽ ít hơn so với thông thường. Anh chị lấy khoảng 1/3 bàn chải là được. Trước khi đánh thì anh chị lấy bàn chải thoa đều kem lên khắp mặt răng, đặc biệt là những nơi anh chị muốn cải thiện màu răng, chờ trong khoảng từ 30 giây đến 1 phút, sau đó mới bắt đầu đánh răng anh chị nhé. Vậy cách sử dụng kem đánh răng IP24 cho trẻ thì khác như thế nào? Trẻ em luôn luôn là đối tượng đặc biệt trong hướng dẫn sử dụng kem đánh răng IP24. Chính vì vậy mà anh chị cần lưu ý về tình trạng răng miệng cũng như độ tuổi của trẻ để lựa chọn cách chăm sóc răng miệng đúng nhất. Ở đây thì NuSkin88 sẽ chia theo 3 nhóm tuổi. Anh chị có thể lựa chọn cách sử dụng phù hợp cho con của mình theo từng nhóm tuổi này hoặc liên hệ với số hotline 083-551-9999. Đội ngũ tư vấn bên em sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho anh chị. Cụ thể thì đối với trẻ em dưới 2 tuổi, ở nhóm tuổi này, bé đang trong quá trình mọc đủ răng trước khi bắt đầu vào độ tuổi thay răng vĩnh viễn. Thế nên, anh chị chỉ cần làm sạch bằng các loại kem đánh răng không chứa fluorua hoặc bằng nước muối loãng. Nếu muốn sử dụng kem đánh răng IP24, anh chị cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc nha sĩ. Tiếp theo là đối với trẻ từ 2 đến 6 tuổi. Đây là giai đoạn răng sữa của trẻ đã gần như đầy đủ và trẻ đã bắt đầu ăn các thực phẩm dạng thô, cần nhai và đa dạng loại thực phẩm khác. Chính vì vậy mà việc vệ sinh răng miệng cho trẻ là điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, đây chính là giai đoạn hình thành thói quen chăm sóc răng miệng cho trẻ. Bố mẹ cần rèn luyện cho trẻ thói quen hàng ngày trong giai đoạn này. Bởi trong khoảng thời gian này, nếu như trẻ em bị sâu răng thì sẽ làm ảnh hưởng tới răng khi trẻ bắt đầu mọc răng vĩnh viễn. Chính vì vậy, anh chị cần lựa chọn kem đánh răng có thêm thành phần fluorua với hàm lượng thấp như là kem đánh răng IP24 để chống sâu răng. Khi đánh răng, nên chọn loại bàn chải có đầu chổi lông mềm. Lượng kem đánh răng IP24 lấy ra cũng chỉ bằng khoảng một hạt đậu mà thôi. Nên làm ướt bàn chải của trẻ và vẩy khô rồi mới cho kem lên. Nên có sự kiểm soát của người lớn cho đến khi bé có thể tự đánh răng một mình để tránh việc nuốt bọt kem. Còn đối với trẻ trên 6 tuổi thì sao?
Đối với trẻ trên 6 tuổi thì bé có thể đánh răng theo cách của người lớn anh chị nhé. Và anh chị thân mến, ngoài việc sử dụng một sản phẩm tốt như kem đánh răng AP24 thì những lưu ý khi đánh răng và chế độ ăn uống hàng ngày cũng sẽ là yếu tố giúp anh chị có được hàm răng chắc khỏe hơn. Hãy cùng điểm qua những lưu ý sau đây để biết xem anh chị đã chăm sóc răng miệng đúng hay chưa nhé. Sau đây là những hướng dẫn đánh răng đúng cách. Về bàn chải thì chúng ta nên lựa chọn những loại bàn chải có độ rộng phù hợp với kích thước của răng. Đánh răng đúng cách như thế nào? Anh chị cần di chuyển bàn chải theo hướng lên xuống hoặc xoay tròn, không chải ngang dễ dẫn đến hư men răng. Đánh cả những răng nằm sâu bên trong cùng, những răng này thường tích tụ nhiều màng bám và hầu như không được vệ sinh thường xuyên. Khi đánh răng, hãy cố gắng duy trì bàn chải nằm ngang so với mặt răng, nghiêng bàn chải khoảng 45 độ so với chân nướu, đầu lông bàn chải sẽ cần tiếp xúc với cả răng và nướu. Sau khi đánh răng, để có thể loại bỏ hết thức ăn thừa mắc trong kẽ răng, hãy sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch. Sử dụng nước súc miệng để làm sạch khoang miệng lại một lần nữa, cũng như tạo hơi thở thơm mát cho miệng. Bên cạnh đó thì anh chị cần có những thói quen tốt trong việc chăm sóc răng miệng như sau. Hạn chế ăn các thực phẩm gây hại cho răng và men răng, đặc biệt là các loại đồ ngọt, đồ có ga, cà phê để tránh sâu răng và vàng răng. Thay bàn chải 3 tháng một lần, thường xuyên đi khám nha sĩ để kiểm soát các vấn đề răng miệng. Duy trì thói quen đánh răng thường xuyên và đều đặn từ sớm. Và hãy nhớ sử dụng chỉ nha khoa thay vì tăm anh chị nhé. Một câu hỏi nữa mà có rất nhiều người quan tâm đó là kem đánh răng AP24 sử dụng trong bao lâu thì có hiệu quả. Anh chị thân mến, công dụng của kem đánh răng AP24 là điều chắc chắn và đã được chứng thực. Tuy nhiên, để sản phẩm có thể phát huy hiệu quả nhanh và tốt nhất, thì ngoài việc hiểu rõ cách sử dụng kem đánh răng AP24, anh chị cần có cho mình thói quen chăm sóc răng miệng thật tốt. Bên cạnh đó, thời gian sản phẩm phát huy tác dụng cũng phụ thuộc vào tình trạng răng. Vấn đề anh chị gặp phải là gì? Thông thường thì sử dụng kem đánh răng AP24 trong khoảng 1 tháng thì sẽ thấy hiệu quả, thời gian này có thể dài hơn. Để nhận được tư vấn chuyên môn và chi tiết hơn, anh chị hãy liên lạc vào số hotline 083 551 9999 để cho NoSkin 88 có thể biết rõ hơn về tình trạng của anh chị và tư vấn hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất. Đặc biệt, NoSkin 88 xin đưa ra các cam kết để bảo đảm niềm tin của khách hàng luôn được đặt đúng chỗ. Đó là cam kết hàng chính hãng 100%, nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, anh chị sẽ được hoàn lại 300% số tiền trên tổng giá trị hóa đơn. NoSkin 88 nhận giao hàng nhanh toàn quốc, khách hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu không đúng thì sẽ được hoàn trả lại. Cam kết các sản phẩm đều có hạn sử dụng dài nhất từ công ty NoSkin Hoa Kỳ. Anh chị nếu cần hỗ trợ, tư vấn thêm về sản phẩm xin vui lòng liên hệ qua hotline 083 551 9999 để được tư vấn nhanh nhất anh chị nhé. Em cũng xin mách cho anh chị một tip rất hay để mua các sản phẩm từ NoSkin chính hãng hoặc tìm kiếm tất cả mọi thông tin về bất kỳ một loại sản phẩm nào của hãng NoSkin. Đó là anh chị hãy sử dụng ngay công cụ tìm kiếm Google, gõ với cú pháp tên sản phẩm cộng NoSkin 88, chẳng hạn máy rửa mặt NoSkin 88, dầu gội NoSkin 88, thực phẩm chức năng Lipox NoSkin 88, v.v. Kết quả tìm kiếm sẽ giúp anh chị tìm được sản phẩm mà mình đang mong muốn với mức giá ưu đãi nhất. Đặc biệt, thấu hiểu mọi nỗi lo cũng như khó khăn của khách hàng trong mùa đại dịch, NoSkin 88 đã quyết định thực hiện chính sách bán hàng không lợi nhuận cùng rất nhiều ưu đãi giảm giá cực sốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy truy cập vào website NoSkin88.com hoặc gọi điện ngay đến tổng đài 083-551-9999 để được tư vấn đầy đủ nhất anh chị nhé. Em cũng sẽ để đường link các sản phẩm đang khuyến mại cực sốc cùng với mã giảm giá ngay bên dưới video này nên anh chị đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các anh chị trong việc tìm kiếm một sản phẩm phù hợp, chính hãng và chất lượng cho mình cùng những người thân yêu. Em sẽ luôn cập nhật các video thật bổ ích về đánh giá hàng loạt các sản phẩm tốt của NoSkin. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin cực bổ ích và thú vị nhé. NoSkin 88 chúc anh chị có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở những video sau.